Xin chào mọi người, lại là Quỳnh đây. Hôm nay là kể cho các bạn nghe năm câu chuyện tâm linh có thiệt của những bạn từng trải qua, từng chứng kiến gửi về cho mình và mong muốn mình á chia sẻ với mọi người. Những bạn gửi chuyện cho mình có thể gửi tại đây và những bạn ủng hộ mình có thể gửi vào cái link donate phía dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì một số bạn kêu mình là nói chuyện hoặc là kể chuyện rất là nhỏ, không nghe được gì chân á. Thì các bạn chịu khó nha, mình hết cách rồi tại vì mình nói lớn lắm á. Nhưng mà cái âm thanh mic này thu vô rất là nhỏ. Khi nào mà có điều kiện hơn xíu nữa mình sẽ mua cái mic thu vô. Và các bạn được á thì đeo tai nghe vô á, tại vì khi các bạn đeo tai nghe vô âm thanh rất là lớn, mở loa lớn luôn là chứ muốn nghe điếc tai luôn á. Thì đó, tốt nhất nghe chuyện tâm linh này kia đeo tai nghe đi, thì nghe một mình thôi, không thôi là kẻo có người khuất mài người ta nghe chung đó. Nhớ nha, giờ để chúng ta vào chuyện đầu tiên thôi. Câu chuyện đầu tiên là của chị Bí gửi về cho mình. Thì chuyện này chị trải qua vào năm 2017, khi đó là chị lên Sài Gòn chị học đại học trường Hưu Tết đó mọi người. Có thể là mình phát âm không đúng nhưng mà một số bạn nghe cái trường Hưu Tết là sẽ biết cái trường này rất là nổi tiếng. Thì cái năm nhất đại học chị học ở đó, may là cái buổi đầu tiên chị lên Sài Gòn là chị tìm được nhà trọ luôn. Thì cái căn này nó cũng thoáng mát nhưng mà ánh nắng thì nó không có chiếu vào được, tại chị ở gần cuối và nó cũng có cái gác lửng nha. Những ngày đầu chị ở thì nó bình thường thôi, nhưng mà qua cái ngày thứ ba là có chuyện. Lúc đầu vô là chị không có cúng đâu thì chị không có biết. Với lại chị nghĩ là bướng thì mình vô ở bình thường thôi, đâu cần cúng chi, sợ là người ta cúng hoài, người ta đòi hoài ấy, mọi người. Chị không có cúng. Cái 2 ngày đầu chị ngủ bình thường, tới ngày thứ ba tắt đèn lên gác ngủ là lúc 10 giờ, 10 giờ 15, lên gác nằm chưa được 15 phút. Thì nghe tiếng gõ cốc cốc cốc, cửa phòng trọ của vậy là cửa sắt và ở chính giữa nó có một cái tấm gương lưng mờ mờ mọi người. Khi mà chị xuống tới cái cầu thang á, nhìn ra thì không có thấy cái bóng người nào ngoài hết, thường có ai gõ cửa á. Ánh sáng hành lang sẽ gọi vô và chị sẽ thấy được là có cái hình người luôn. Mà chị cứ nghĩ là có thể người ta đứng bên hông không à. Vẫn tiến ra mở cửa nha. Ra mở cửa thì nhìn ở ngoài á, không thấy ai hết. Và chị cũng nghĩ là có khi nào mình nghe nhầm không ta, hoặc là gió hoặc là ở phòng bên cạnh. Nên là chị cũng đóng cửa và đi lên gác thôi, ngủ tiếp. Lên trển ngủ tầm 1 tiếng, lại nghe tiếng gõ nữa, mà lúc này không phải là như vậy, mà là như vậy nè, đùng 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 luôn, mà gõ 4 5 tiếng. Cái chị mới hối hả mặc áo khoác vô chạy xuống thì mở cửa ra lại không thấy ai nữa mọi người. Chị mới suy nghĩ là cái đứa nào mà nó ác ôn, mình ngủ chưa được sâu giấc nữa mà nó gõ cửa mình rồi. Chị bực lắm, thổi cái áo khoác qua một bên rồi xong leo lên gác á, ngủ tiếp. Giữa đêm vẫn nghe tiếng gõ nha, nhưng mà chị không ra mở cửa, cứ tưởng là những cái đứa mà con nít ở trong cái dãy nhà trọ nó phá thôi. Chị không để tâm, gái ngủ cho tới sáng luôn, thì sáng vẫn đi học bình thường. Và cái đêm tiếp theo á thì chị ngồi ở dưới nhà dưới á, chị học bài, tắt đèn hết trơn phòng trọ, chị mở cái đèn bàn thôi. Thì chị nghe tiếng đục đục đồ trên gác á, trên gác chị có mấy cái sào đồ nha mọi người và treo móc á, thì nghe tiếng len keng của móc va vào nhau. Chị mới quay lên á, cái tiếng đó nó hết, nó không còn nữa. Sau đó thì chị lại học bài tiếp, mà lúc học bài tầm nửa tiếng á, chị lại nghe mấy cái tiếng như là bước chân ở trên cái gác á, giống như người ta bước xong rồi người ta lấy đồ mọi người. Lúc này chị nổi da gà thật sự, tại vì trong phòng lúc này là chỉ có mình chị thôi và một cái cây đèn bàn á, chị sợ. Nhưng mà sau đó thì chị không còn nghe tiếng gì nữa, lại tiếp tục học bài. Là lúc này á, chị học xong là chị bật cái đèn lớn lên là tầm 11 giờ rưỡi rồi, xong rồi mới lên cái gác á coi kiểm tra có gì không. Mọi thứ vẫn bình thường nha, nó không có sự bị xáo trộn gì hết á. Xong rồi chị nghĩ là có thể là mình nghĩ nhiều thôi, tại vì mới ở hôm nay được 4 5 ngày thôi. Sau đó là đi tắm và đi lên ngủ. Những cái đêm tiếp theo tầm 1 tuần á là không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà sau đó chị có xin đi làm ở một cái cửa hàng nhanh á, chị làm ca từ 8 tiếng, là từ 2 giờ chiều tới 10 giờ đêm mới tan ca. Cái hôm đó là chị đi làm thì có nấu cơm buổi sáng nha, xong rồi mới đi làm. Nhưng mà khi mà chị đi làm tan ca về tới nhà là 10 giờ 15 20 gì đó, thì vào tới nhà mở nồi cơm ra thì nó thiêu rồi. Nó có mùi kỳ lắm, không phải là như thiêu bình thường là mình chỉ ngửi vô cái mùi nó mốc mốc rồi mình bỏ đâu. Nó có nhớt nhớt nữa mọi người. Khi mà chị lấy cái giá mà ấy lên á, giống như là cái cơm này 3 4 ngày gì đó, 3 4 ngày không ăn mà không nấu, không rửa cái nồi á, nó cứ nhớt 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 nhầy à. Chị mới nghĩ là có khi nào mình mua gạo dởm không ta. Thì tầm 1 tuần á, chị đi làm ca trưa xong về tới nhà 10 giờ mấy là mở ra nồi cơm nó như vậy luôn, nó vẫn nhớt nhớt và nó thiêu. Chị quyết định là hôm sau á điện cho mẹ kể từ đầu tới cuối là mấy cái chuyện như gõ cửa rồi tiếng đục đục bước chân rồi cả cái nồi cơm thiêu nữa. Thì mẹ mới kêu là mua đồ về cúng đi con. Thì chị nghe lời mẹ mua đồ về cúng, nhưng mà cúng rồi không hết mọi người.
cũng ngồi vẫn nghe cái tiếng lục đục ở trên gác á, lúc mà chị đang học bài. Còn cả cái cảm giác mà đang ngồi học á, giống như có ai thổi một cái làn gió ngang cái lỗ tai của mình và sau gáy mình gì đó. Và có những đêm nha, chị ngủ thì giữa đêm mơ mơ màng màng tỉnh giấc là lạnh á, lấy cái mền đắp lên, thì lúc mà cúi cái đầu xuống tiệm mền mơ mơ nè, mới thấy ai đứng dưới chân mình á, thì chị mới giật mình ngồi dậy, lật đật đật ngồi dậy trong sợ hãi này nè, thì không thấy ai hết, nhìn xung quanh luôn không không biết không thấy ai nha. Và những cái ngày sau đó là khi đi làm về cơm vẫn thiêu, rồi xong học bài là giống như ai thổi sau gáy, rồi cả cái tiếng lục đục ở trên gác. Chị rất là sợ, điện cho mẹ kể tiếp thì mẹ kêu là thôi con ơi chuyển đi, chuyển xuống Đồng Nai quê mình học đi, chứ mẹ cảm thấy bất an quá à. Đã cúng một lần rồi nó còn ghẹo vậy nữa là không phải, nó chỉ muốn ăn không đâu, cái này nó không có cho con ở, mà còn ở lâu là có khi con bị ảnh hưởng nhiều hơn về sức khỏe đó, chuyển đi con ơi. Thì chị nghe lời mẹ nha, học xong cái giữa kỳ á là chị chuyển hồ sơ về quê học kế nhà luôn. Về tới quê học á thì chị nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, ở nhà mình nó không còn cảm giác bất an nữa, sức khỏe cũng tốt hơn. Lúc trước là vừa đi học vừa đi làm á, sức khỏe rất là yếu mà còn bị nhát bị hù kiểu đó, chị không dám ngủ, có đêm thức trắng đêm 6 giờ sáng luôn, xong đi làm sức khỏe chị xuống rất là nhiều, đặc biệt là con mắt á thâm đen luôn, ghê lắm mọi người. Thì chị nói là về đó an toàn hơn nhiều và không có cái chuyện mà gặp vong nữa, nhưng mà chị bị quản thúc cái việc mà tiền bạc đi chơi và học hành hơn rất là nhiều. Câu chuyện thứ hai ngày hôm nay là của chị Loan gửi về cho mình. Chị kể là mười mấy năm trước mẹ chị đã có cái nghề buôn bán hải sản rồi, thức rất là sớm, và vùng quê chị ở á nó gần biển và nó không được phát triển đâu, chỉ 2 3 năm trở lại đây á người ta mới xây đường bê tông thôi. Mẹ thức lúc 2 giờ 3 giờ rưỡi sáng, làm nghề hải sản này á sự cạnh tranh ở chỗ quê chị cực kỳ nhiều luôn, và mẹ chị may mắn là ông trời đã cho làm ăn rất là đắt, có nhiều mối lắm, và những cái đám thường đặt ở mẹ chị lắm, mẹ chị làm sạch sẵn luôn, đặt xong rồi mẹ chị sạch rồi thái ra từng miếng theo yêu cầu của họ, họ chỉ cần tới đây lấy á, về rửa sạch rồi nấu thôi. Cái có một cái ngày mẹ chị thức lúc 3 giờ sáng, đứng ở đầu chợ á đợi người ta đem hải sản vô rồi mẹ chị đem vào chế biến rồi bày bán á, thì có một cái cô bán hủ tiếu ở đầu chợ luôn. Lúc đó hai người đang đứng nói chuyện thủ thỉ qua lại với nhau, cái cô này ngủ lại chợ luôn nha, với một đứa con 6 tuổi thì đứa con trai, và cô này có hai người lận, người con trai đầu lớn á, là bạn của chị, đứa nhỏ là em trai của anh đó. Thì mẹ với cô đó đang nói chuyện qua lại thì đột nhiên mẹ nhìn ở phía đối diện, đối diện là một cái mảnh đất gồm 5 căn nhà, cỡ 5 căn nhà gộp lại á, thì trên mảnh đất đây là kiểu đất đá và đất sét không mà mọi người, có mấy cái mộ hoang không xác nhận được chủ ở trên đó, và người ta mua đất ở đây không có được mọi người, nghe nói là như vậy, tại vì vong nhiều lắm, hồi xưa trên đó là vong chiến sĩ không mà hốt cốt mấy lần rồi đó. Thì kế bên cái mảnh đất này có một cửa hàng vật liệu xây dựng, trước cửa nhà có một cái xe nước mía, thì trời bắt đầu chập chờn sáng rồi, là có ánh sáng rồi đó, thì mẹ với cô đang nói chuyện qua lại, mẹ thì đứng đợi xe hàng để đưa hải sản vô mẹ làm á, tự nhiên mẹ giật mình, cái chỗ xe nước mía có một cái người, mẹ thấy cái người đó cứ ngồi chồm hổm nhìn mẹ hoài luôn, và mẹ di chuyển chỗ nào là người đó nhìn chỗ đó nha. Mẹ mới sợ, mà ngay lúc này là xe hàng vừa tới luôn, cái ông khách á ổng mới dở cái xe tải, ông lấy mực chiếc cá ông thảy cho mẹ để mẹ đưa vô chợ. Thì mỗi lần mẹ bưng đồ vô chợ mẹ đi ra lại thấy cái người đó, lúc này mẹ mới đánh liều nhìn kỹ, họ đầu trọc cái người ngồi ở đó đen thùi lùi, không có mũi với miệng mà chỉ có đôi mắt, và đôi mắt giống như người bình thường thôi nhưng mà không có mũi miệng và tóc. Mẹ mới giật mình sợ còn không nhìn nữa, cái ông nhìn ông khách thôi, ông khách đưa đồ là mẹ toan toan đưa vô mà kiểu lấy nhanh á, lấy nhanh vô. Thì khi á bưng xong hết là mẹ vô mẹ làm nha, mà trong lòng á nó cứ thấp thỏm khó chịu kiểu gì á, mẹ sợ. Và kế bên á thì có cây đèn sáng để cho mẹ làm đồ hải sản á, là cây đèn bự lắm, tích điện nha, nhưng mà không biết diễn tả cho các bạn sao nhưng rất là bự và tích cả ngày luôn, chỉ xài được mấy tiếng thôi. Mẹ nói là thôi nhủ trong lòng là đợi đi, chờ sáng sáng xíu có khách vô rồi đi ra kêu đoạn sáng nhìn nó coi bên đó còn không, vẫn cứ là tò mò. Cái lúc đó là tầm 5 giờ rưỡi sáng, là trời sáng sáng xíu rồi, mẹ đi ra chỗ cô hồi nãy đó kêu đoạn sáng thì nhìn qua phía chỗ mảnh đất đó đó và vật liệu xây dựng luôn, không thấy ai hết. Mặc dù nha mẹ đã nghe đồn là có những người á rạng sáng người ta vẫn chờ hàng á, người ta thấy rồi, nhưng mà không ngờ đây là lần đầu tiên mẹ thấy đâu. Thì những cái ngày sau là mẹ đợi đừng 4 giờ mấy 5 giờ á mẹ mới ra chợ đợi, chứ không kiểu như là 2 giờ mấy 3 giờ sáng như đợt trước nữa, giờ đó dễ bị ghẹo lắm mọi người. Có một cái hôm tầm 4 giờ mấy 5 giờ sáng mẹ đi ra chợ
thì mới nhìn ở chỗ cô bán bánh canh hủ tiếu không thấy cổ nữa, mới hỏi những người xung quanh á, ủa nó thường ngày nó ngủ đi mà nó bán sớm hay sao giờ không thấy, thì người ta nói là không biết nữa. Hôm tối tự nhiên nó ôm con nó khóc tu tu vậy đó, hai mẹ con ôm nhau khóc xong rồi gom hết đồ về luôn, chạy kiểu bán sống bán chết. Tao thấy khuya rồi tao buồn ngủ, tao không để ý nhiều, tao ngủ luôn. Mẹ nghe gì cũng thắc mắc, rồi tự nhiên tối hai mẹ con khóc ta. Vài ngày hôm sau chính cái cô đó kể luôn á là tối hôm đó thằng con á nó không có chịu ngủ, 11, 12 giờ đêm rồi thì hai mẹ con văng mùng bắt cái võng, cái có mở cái đèn dầu á thì đứa con nó quậy quá, cô mới thấy một người đàn bà nha, đi ở chỗ mảnh đất á, đi trước mảnh đất nè, xong rồi đi qua chỗ cái nhà vật liệu xây dựng, xong rồi đi lại cứ đi tới đi lui vậy nè. Thì người mẹ mới dọa đứa con á, bà cứ nghĩ là con người bình thường thôi, tại người phụ nữ nó như 40 50 tuổi ta đi mà chân chạm đất nha. Bà mới nói là con thấy không nè nè, bà đi qua lại hoài một hơi mày không ngủ nha, bà bắt cóc mày bây giờ đó, mày muốn bị bắt cóc không, là bà hù con bà. Thì thằng đó nó nhìn nó cũng thấy người phụ nữ đó đi qua đi lại nó cũng sợ, nó mới 5 6 tuổi à. Cái tự nhiên á hai mẹ con nhìn nhau kiểu tính là để đưa nó áp vô ngực nhà cho nó ngủ á, thì mới nhìn qua ở ngoài mùng cái người phụ nữ đó, mọi người người phụ nữ nãy đi quay lại chỗ bánh đất á, bà bay lơ lửng mà lúc này cái tóc bà xõa ra. Mọi người hai mẹ con thấy bà bay ở trước cái sạp á hú hồn la lên cái, xong hai mẹ con ôm khóc nhắm mắt khóc gì nè. Xong rồi á khi mà mở mắt ra thì không thấy người phụ nữ đó nữa, mới gom đồ gom đạc chạy về luôn chứ không dám ngủ đó nữa. Thì người phụ nữ đó là từ tôi không bán ra nữa đâu, tôi thấy tôi sợ quá à. Dọa thằng nhỏ về sốt mấy ngày luôn, giờ nó mới hạ sốt một xíu, tôi sợ nó có chuyện gì nữa, thôi không bán nữa đâu. Là từ đó về sau cho tới hiện tại luôn, cô đó không bán nữa mọi người, không bán lại luôn á. Bà muốn dọa con bà tưởng người ai ngờ đâu chọn đúng cái vòng luôn. Thì chị nói bây giờ á chợ đã phát triển rất là nhiều rồi, xây ra từng ký ốt cho người ta mướn, và vong á thì cũng ít cho thấy hơn. Và cái mảnh đất mà có cái đối diện đó vong linh á thì bán được nha, xây nhà lên luôn, nhưng mà một năm chuyện ít là mấy chủ á, và luôn luôn treo bảng bán nhà, hiếm người nào ở được lâu lắm, ở được vài tháng là người ta chuyển đi à. Nhưng kinh dị ha. Câu chuyện thứ ba ngày hôm nay là của chị Loan gửi về cho mình luôn. Chị kể là 2016 á, chị lên Sài Gòn làm việc tại một quán chè, và quán chè này có rất là đông nhân viên, 6 đến 70 nhân viên lận, chia làm 2 ca, một ca sáng đến một ca chiều, có khi làm tới 2 giờ sáng mới được nghỉ. Mà quán này rất là lớn. Thì á chị làm được khoảng thời gian rồi mới nghe là cái cửa tiệm này á được xây trên một cái đất bệnh viện, và cái chỗ chị ngủ hồi bữa giờ đó là cái nhà xác, cái vị trí của nhà xác hồi xưa. Lúc đầu chị nghe chị sợ cái ốc mọi người, lạnh sống lưng luôn á. Nhưng mà chị nghĩ lại là ủa mình ở đây ít nhất là cũng được một tháng mấy rồi, đâu có thấy cái gì đâu, nên không cần phải sợ. Thì làm chung với chị á có một cái người lớn hơn chị 1 2 tuổi, là tầm mười mấy tuổi á, nhưng mà có căn và có thể thấy được người âm á. Người ta hay mượn xác của chị đó nhập vô lắm. Mình sẽ gọi cái chị hay bị nhập là chị Ngân. Hôm đó là chị Ngân có ca, sáng cho đến 3-4 giờ chiều mới hết ca. Thì quản lý kêu là lên tầng 1 lấy nguyên vật liệu xuống đi em để làm cho khách. Thì cái chỗ này nó có 4 tầng lận, thì chị Ngân lên lấy nha. Khi mà đi cầu thang bộ lên á, chị đi giữa chừng cái tự nhiên chị khóc túa lên, khóc túa lên xong rồi chạy xuống, và khóc sướt mướt luôn, khóc mà nước mắt nước mũi chảy là la từ lứa chân á. Rồi xong đứng ở chỗ cái quầy tính tiền á, khóc kêu là ồn quá đi không ngủ được, ồn quá đi không ngủ được. Xong rồi chỉ mặt người này người kia, nói chung là mấy cái người mà nói chuyện ồn á, nó là mày nè ồn không ngủ được, mày nói chuyện ồn không ngủ được. Và mọi người mới hỏi là sao vậy sao vậy. Thì tự nhiên chị này gung người một cái rồi ngồi xuống, kiểu mất sức á ngồi xuống. Còn người ta mới hỏi sao em bị sao vậy, em bị sao vậy. Chị này khóc lên một lần nữa mọi người. Chị này nói hồi nãy em đi lên cầu thang tầng 1 á, thấy đứa gái đi trước em anh ơi, tự nhiên nó quay xuống, nó đứng ở mặt cao hơn á, tự nhiên nó khóc với em, rồi nước mắt rồi máu với nó trộn ra, nó chảy quá trời chảy luôn, em sợ lắm, chạy xuống. Nhưng mà từ đó sao em không nhớ gì hết trơn á, là chị đã bị nhập rồi, chạy được vài bước là bị nhập mất tiêu rồi. Và cái người chạy xuống khóc á là cái vong nữ đó. Mọi người nghe xong sững sờ lắm, tại vì đây là lần đầu tiên trong quán có cái sự kiện này luôn. Bà chủ cũng đứng ở đó nữa, bà nghe là bà cũng rén rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên bà thấy cái vụ này nha. Thì có cho chị này uống chanh rồi cho chị này về nghỉ sớm, là những cái lần sau á kêu người khác lên lầu 1 lấy hàng thôi, mà người nào lên là cũng phải đặt bật đèn chứ á, tại vì cái cầu thang này nó hơi tối, tại nó không có cửa sổ gọi vô mọi người. Rồi chuyện cũng trải qua được một khoảng thời gian. Hôm đó tự nhiên cái chị Ngân á đi vô phòng ngủ lúc 4 giờ sáng của mọi người á, và ngồi lên cái ghế nha,
mà ngồi lên cái ghế kiểu vậy nè, hỏi cái gì cũng không trả lời, cứ nhịp cái ngón trỏ hoài luôn. Nhưng rồi sau đó cái giọng cất lên là không phải của chị Ngân nữa, cái giọng cất lên là của một người con gái. Sau đó là hỏi, nói chuyện, nói mà liên tục nói tiết li với mọi người chứ á. Xong rồi cũng xuất ra, rồi tới là cái vong của một cái người đàn bà, và người này rất là già rồi, rồi kiểu hỏi xin kêu cúng đồ ăn á. Xong rồi tới vong con nít, mà con nít nói kiểu bập bẹ, giọng là phải gặn ra để nói luôn. Rồi cuối cùng là tới một cái vong mà mọi người đều sợ hết. Cái vong này là vong con trai mọi người, cái giọng rất là trầm. Khi nhập vô chị Ngân rồi á, nói giọng mà kiểu mà hùng hồn lắm, cái cử chỉ á. Sau đó là tự nhiên đưa cái tay lên bóp cổ chị Ngân vậy nè. Nó là tao theo nó từ dưới quê lên rồi, tao muốn bắt nó theo, tao muốn bắt nó theo. Giống như kiểu là muốn bắt thì giữ làm vợ á. Mà bóp cổ chị Ngân ha, mặt chị Ngân tím tái mà nó nổi gân luôn á, mọi người mới sợ quá xông vô. Và để kiểu mà lấy tay cái chân của chị Ngân giằng xuống á. Rồi bắt đầu cái người đó không bóp cổ được, bắt đầu tính cắn lưỡi mọi người. Cái anh quản lý phát hiện kịp á, anh đưa cái áo anh cởi ra, anh đút vô cái miệng chị Ngân vậy nè, và không có cắn lưỡi được, bị chặn cái miệng rồi. Cái người này nha, nhập vô chị Ngân mạnh lắm, tung tay bung chân vậy nè. Những người con gái nằm trong phòng á, văng tứ tung luôn, tầm bầm tím cái chân tay chân luôn. Sau đó là người ta mới niệm Phật, những người mọi người xung quanh á niệm Phật một hơi là chị Ngân xỉu xuống, yếu xìu luôn. Rồi cho chị Ngân nằm đó. Sáng hôm sau bà chủ mới mời thầy chùa về ở quận 3 hay gì á. Và thầy đi hết 4 cái tầng lầu tụng luôn. Xong rồi thầy nói là không có vong gì đâu nha, không có vong, có ma cỏ gì đâu. Giống như là thầy nói trấn an mọi người thôi đó. Thì sau cái vụ đó là chị Ngân cũng xin nghỉ việc luôn. Và một cái lần khác là lúc mà chị Loan nè có ca. Chị Loan lúc 1 giờ sáng rồi thì thấy cái tầng 1 á, nó có cái bóng mờ mờ phớt ra phớt lại cho hành lang á. Thì chị Loan mới kêu ê ê, kêu cái người trực cùng ca ê ê ê coi gần chị có bóp trắng kìa. Anh quản lý lúc đó đứng kế bên, anh nghe được, anh mới rén rén vô chỗ tầng 1 á, anh bật đèn thì nguyên cái hành lang không có biểu hiện gì bất thường cả, không có cửa sổ để ánh sáng chiếu vô đâu. Thế mọi người cũng nghi ngờ, xong rồi dọn dọn lẹ rồi nghỉ hôm đó. Thì về sau á là không có còn thấy cái biểu hiện lạ nữa, giống như là thầy tụng rồi á nên những cái vong hồn nó cũng an ủi một xíu, không có quậy. Và hàng tháng nha, chủ của quán chè đó người ta sẽ cúng nên vẫn bình thường, im im mà làm ăn tới bây giờ. À, bây giờ dịch bệnh thì có lẽ là quán đóng cửa rồi. Chuyện thứ tư ngày hôm nay á, là của bạn Hoa gửi về cho mình. Hoa kể rằng chuyện đầu tiên bạn trải qua cách đây 5 năm. Khi đó nha, một cái đêm bạn có rủ con bạn thân về ngủ chung, và bạn ngủ chung với mẹ luôn, là ba người nằm trên cái giường. Mẹ nằm kế cái công tắc, mẹ chỉ cần dướng lên bắt cái tắt cái công tắc là đèn cái phòng tối thui thôi. Và đối diện cái giường nằm á, là một cái sao đồ nó cặp chết tường luôn. Cái lúc mà mẹ bạn chuẩn bị tắt đèn á, thì con bạn của bạn nó la lên, ê, thấy cái bàn tay máu ở chỗ sao đồ kìa, sao sao đồ á. Thì bạn mới quay qua nhìn dưới sao đồ thì đâu có thấy đâu. Mẹ bạn kêu là thôi, đừng có nói tào lao, ngủ đi, khuya rồi. Lúc đó cũng gần 10 giờ thôi. Thì nó mới quay qua, nó nói nhỏ với bạn nè, lúc này mẹ tắt đèn này nha. Thật sự là nãy tao thấy đó, cái bàn tay đó có 5 ngón và máu không à. Và cái bàn tay nó móng dài lắm, móng rất là dài. Thì bạn tin đó nha, tại vì con này á, đó giờ nó không có nói xàm đâu. Với cả nó rất là tinh mắt, nó thông minh nữa. Cái bạn cũng thấp thỏm, nhưng mà khi mẹ tắt đèn rồi, mẹ nằm kế bên, bạn nằm chính giữa, nó nằm bên đây, thì cũng yên tâm. Thì ba người ngủ. Thế khoảng thời gian sau á, mẹ cho bạn tách ra ngủ riêng một phòng, ba với mẹ một phòng kế bên. Thì lúc này nha, bạn ngủ 3 ngày đầu mẹ ngủ chung với bạn. Cái hôm thứ tư á, mẹ đi qua ngủ với ba. Thì bạn nằm bạn ngủ bình thường thôi. Thì lúc này bạn cũng có một chút sợ. Thì bạn nằm nhép nép ở phía bên cái mé giường bên phải á. Giật nửa đêm cái bạn giật mình. Tại vì bạn cảm nhận giống như có ai á sờ lên cái đùi bạn, mà không phải là sờ nguyên cái bàn tay, lấy cái móng tay để sờ mọi người, giống như rạch cái đùi bạn vậy đó. Cái bạn giật mình. Và bạn mới quay người qua nè kiểm tra, thì bạn thấy một cái người dáng tựa tựa mẹ bạn mà xoay lưng về phía bạn nha. Thì hai người nằm hai phía. Bạn mới đầu trong cơn mê ngủ tưởng là mẹ và ngủ với mình thôi. Cái xong bạn quay qua phía này nằm tiếp, thì bạn mới tỉnh giấc nhớ được là mình mở đèn ngủ, mẹ qua nằm thì mình phải thấy được cái áo chứ, tại sao mình thấy đầu tóc cổ gì cũng đen tù lùi chân chùi vậy. Bạn mới sợ, bắt đầu bạn sợ cái chân gai ốc rồi, mình còn sợ nữa nè mọi người. Mình tưởng tượng cái cảnh đó xong mình rất là sợ. Nhưng mà bạn nè, thôi kệ đi, người ta nằm bên đó, mình nằm bên đây chứ không sao đâu. Bạn cố trấn an bạn á, bạn niệm Phật và bạn ngủ quên lúc nào không hay. Sáng á, ăn sáng mới hỏi mẹ nè, hôm tối qua mẹ có ngủ với con không, hỏi để kiểu trấn an mình thôi. Mẹ nói là không.
tầm 6 giờ sáng mẹ ra mẹ mở cửa mẹ canh con mẹ coi con ngủ chưa thôi, à lộn, thức chưa thôi, cái bạn mới bị im rồi đó. Mà biết cái bạn thấy là cái gì rồi đó. Những ngày sau bạn không còn thấy nữa và thay vào mẹ bạn á, ngủ riêng một phòng. Mẹ bạn nói là có những đêm mẹ thấy cái đầu bay lơ lửng con, xong rồi mẹ thấy có người nào nói xì xầm bên tai mẹ á, giống như là không phải là một người đâu, hai người, không phải là nhiều người, chỉ có hai người thôi. Cái có một cái đêm mẹ bạn giật mình tỉnh giấc, thấy bên đầu giường á có một cái người đàn ông đen thùi lùi à ngồi nhìn mẹ, nhìn vậy nè, và có mắt mũi miệng bạn, có mắt mũi miệng đàng hoàng nha. Cái mẹ bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài luôn. Cái ông kêu mày niệm hả, mày niệm hả, thì mẹ kêu là tao niệm, mày không sợ, tao niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Mẹ bạn gan lắm thật sự. Thì khi mẹ bạn niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì cái người đàn ông đó đi nha, khi mẹ mở mắt ra không thấy nữa. Sau đó thì bạn không nghe mẹ kể nữa, cho đến khi bạn lên cấp 3, gia đình bạn đập cái nhà đó, xây cái nhà mới, bạn bị bóng đè. Bạn bị bóng đè một tuần, hết 7 ngày là bị bóng đè hết. Không phải là đè buổi giấc trưa không đâu, đè đã tối nữa cơ. Cái có một cái đêm bạn ngủ, bạn mơ là có hai người đàn ông ngồi bên hai cái đầu giường của bạn á. Khi mà bạn tỉnh giấc trong giấc mơ, bạn mở mắt ra thì hai người đó bắt đầu giằng hai cái tay bạn xuống và kiểu muốn xé bạn ra vậy đó. Hai người đàn ông này á, đầu không máu me nhưng cái mặt rất là dị, dị lắm. Có thể nói là tự tựa tựa quỷ Sa Tăng, các bạn có thể nhìn đó mà tưởng tượng được nha. Và kéo bạn ra nha, kéo bạn thì bạn dùng dãy thì bạn tỉnh giấc, bạn tỉnh giấc giống như là tỉnh giấc trong giấc mơ á, thì tỉnh giấc lại thấy hai người đó ngồi hai bên hông nữa và cố dặn bạn xuống. Thì khi lúc này á bạn niệm Phật nha, tại vì hồi nãy mà không có niệm Phật bạn chỉ dùng thôi, bạn cố niệm á thì hai người này càng bấu vào da thịt bạn, bạn cảm giác rất rất là đau, đau lắm và có thể chảy máu luôn á. Sau bạn niệm Phật mà bạn không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bạn niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, bạn niệm liên tục liên tục liên tục luôn. Bạn cố hét lên để gọi mẹ nhưng mà không hét được, cái miệng bạn chỉ có thể nói được câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, những cái âm thanh khác là bạn không nói được. Cái bạn giật mình tỉnh giấc nữa, thì lúc này là thức giấc ở ngoài luôn, xem đồng hồ 2 giờ ba mấy phút sáng, bạn không dám ngủ nữa mọi người. Bạn nhớ là hình ảnh khuôn mặt của hai người đàn ông đó hai bên và dặn á, thì lúc này vai của bạn á rất là đau nha mọi người, nó đau lắm, giống như thật sự là bạn mơ nhưng mà cảm giác nó đau thiệt, cứ đưa sao là nó cứ bị cọng gân của bạn bị căng ra vậy đó. Thì bạn thức tới sáng luôn, sau đó là bạn đi học trong tình trạng uể oải á, thì cứ kéo dài khoảng thời gian đó bạn không bao giờ tỉnh táo để đi học được, bị bóng đè liên tục luôn mọi người, không còn mơ hai người đàn ông đó nữa nha, nhưng mà thay vào đó là bị bóng đè. Thì có một cái bữa bạn ngủ trưa, bạn thấy là trong lúc mơ màng á có ai nói thì thầm bên tai bạn á, và giọng của người con gái nha, những cái lời người đó nói á thở ra một cái gì đó rất là lạnh ở bên tai bạn. Sau đó là một cái giọng hét, hét xong là bạn giật mình tỉnh giấc á, thì bạn nhìn xung quanh phòng không có ai hết, nhưng mà tại sao lại nghe cái người phụ nữ đó hét. Bạn rất là sợ, có kể cho mẹ nghe cái vụ mà mơ nghe thấy người phụ nữ hét bên tai và có cảm nhận hơi lạnh á, nhưng mà không dám kể cái vụ mà thấy hai người đàn ông đó nha. Thì một khoảng thời gian sau mẹ kêu là, mẹ có kêu là thôi con niệm kinh trước khi ngủ đi, nghe kinh á, bạn tập nghe kinh mọi người, bạn nghe kinh chú Đại Bi á, thì bạn nghe tới hiện tại là khoảng thời gian dài rồi mà không còn gặp mơ ác mộng gì nữa nha. Đây cũng là cách mình hay khuyên các bạn áp dụng, đó là nghe chú Đại Bi để cho tâm bạn tịnh và cái vong ở trong nhà nghe được cũng tịnh luôn mà không còn quấy các bạn nữa, thì cái này hiệu nghiệm lắm á. Hoặc là kinh ngâm lăng, nghiêm lăng gì đó mình nghe các bạn nói cũng là một kinh rất là mạnh, các bạn thử đi nếu mà các bạn đã bị bóng đè là gặp ác mộng á, thử đi. Câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay có một bạn gửi về cho mình, bạn kể là chuyện cách đây cũng khá lâu rồi, thì bạn học ở một cái trường tiểu học, lúc đó là bạn 8-9 tuổi. Cái trường này được đồn á, là hồi xưa xây trên đất nghĩa địa. Cái thứ hai là có người mất ở tầng 3 của trường. Và bạn cũng thắc mắc nha, trường bạn thì có 3 tầng, nhưng mà nhà trường chỉ cho học tầng 1 và tầng 2 thôi, không bao giờ cho học tầng 3. Là khi bạn vào học được 1 năm đầu á, thì có người học tầng 3, nhưng mà sau đó thì không có ai học hết. Mặc dù nha trường bạn thiếu cái phòng học luôn á, phải chia ra học 2 buổi, thường là tiểu học phải học 2 buổi, nhưng mà bây giờ là chia ra cái khối 1 với khối 5 á, 1, 2, 3 là học buổi sáng, còn 4 và 5 á, học buổi chiều. Thì hôm đó trời mưa rất là lớn, tầm 10 giờ mấy 11 giờ trưa, mưa nó nặng hạt và đen cả bầu trời luôn, mấy cây ở ngoài á mưa đến nỗi mà gió nó lay vậy nè, rụng hết lá luôn á, bạn thấy bạn sợ lắm, thêm sấm sét lâu lâu đánh cái đùng nữa. Mấy bạn la quá trời la luôn, may mà có hai ba cô đứng canh các bạn á,
cái các bạn xếp hàng chuẩn bị vào lớp đứng sát cái lan can, bạn mới tò mò ngước lên, kiểu mà đưa cái đầu cái lan can ngước lên á để xem mưa hạt rơi như thế nào. Thì bạn ngước lên bạn mới giật mình, bạn thấy một người con gái học sinh của trường bạn, chắc là cỡ lớp 4, lớp 5 á, và cái người này á chỉ gục cái đầu xuống thôi, bạn không thấy được mặt nha. Bạn thấy cái người này kỳ lắm, nói chung là nhìn bạn đang mắc cười, bạn thấy như người bình thường, và da của cái chị đó trắng lắm. Thì nhìn cái áo chị nó mặc là cái áo giống như tụi bạn, nhưng mà có vài lốm đốm đỏ giống như là máu á. Thì bạn mới nắm đầu, bạn đứng kế một đứa ngoài sau, đứa sau là bạn bạn nữa, bạn nắm đầu bạn kéo nó ra nè, bạn kêu nó nhìn lên, trời ơi mày thấy, tao thấy cái chị nào kìa. Thì kêu nó nhìn lên, nó chưa tới 3 giây nữa không thấy người nào hết. Lúc đó là vừa sấm chớp đánh cái đùng luôn mọi người, bạn mới la lên. Xong rồi bần thần là lớp bạn nó đang đi vô rồi, bạn cũng đi vô lớp luôn. Cái cuối tiết đó là bạn có kể cho cô bạn nghe, thì cô mới đầu là trố mắt nhìn bạn, sau đó mới nói là à, con nhìn nhầm thôi, con nghĩ nhiều thôi, trời mưa con nhìn nhầm rồi, cô nói vậy đó. Thì bạn nghe rồi bạn cũng nghĩ là mình nhìn nhầm thôi, lúc đó mình còn nhỏ mà, nhưng mà bạn cứ suy nghĩ về cái khuôn mặt của cái chị đó nha, như là không cảm xúc gì đó mà ngước xuống nhìn bạn như nè. Nhớ lại là bạn bắt đầu có sự sởn gai ốc rồi đó. Tới bây giờ bạn gửi chuyện lại cho mình, bạn sợ, bạn nói là nhắn chữ nào là ớn lạnh chữ đó luôn. May mà xong cái năm lớp 3 đó gia đình bạn chuyển trường, chứ bạn học 2 năm ở đó nữa là có khi bạn gặp chị đó nữa đó. Thì giống như là duyên vậy á, chị đó mới cho bạn gặp, thì có thể duyên nữa nên có thể cho bạn thấy nữa. Ui mình nghĩ đó là mình đã đáng sợ rồi đó, có thể là một cái tai nạn nào đó đã khiến học sinh mất rồi, nhà trường đóng luôn cái dãy lớp 3 đó, sợ là những học sinh cùng khối á, nhớ lại. Cuối cùng có thực hiện xong lời hứa cái năm câu chuyện tâm linh cho các bạn rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ follow kênh YouTube này của mình nha, và cả nhấn like nữa. Bye bye.